Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thi-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phê-rô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-xu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói: "Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-xu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sau khi ăn được một bữa no thì dân chúng thời Chúa Giê-xu bắt đầu đi theo Ngài. Nhưng mà khi gặp Chúa Giê-xu thì Ngài đã đánh thức khát vọng trong cuộc sống của họ. Khát vọng đó không chỉ dừng lại ở cơm bánh hàng ngày, mà khát vọng đó lớn lao hơn, đó là tin nhận Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Đánh thức khát vọng, đó là chủ đề mà Chủ nhật vừa rồi con mới chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, để qua đó mời gọi mỗi người chúng ta ý thức trong cuộc sống của mình cũng vậy. Tự bản thân mỗi người chúng ta cần phải sống với khát vọng Giê-xu trong cuộc đời của mình. Trang tin mừng ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta một con người cụ thể đang sống với khát vọng đó. Con người này sau này sẽ là trụ cột của giáo hội, đó là Thánh Phê-rô. Vì vậy, tâm tình ngày hôm nay con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, đó là sống khát vọng Giê-xu giữa đời thường. Làm sao để chúng ta sống khát vọng Giê-xu giữa đời thường được? Thì con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai ý. Ý đầu tiên, đó là cầu nguyện trong sự tin tưởng. Chúng ta nhìn về trang tin mừng thử xem, khi mà các ông đang vất vả để chèo chống giữa đêm khuya như vậy, thì Chúa Giê-xu Ngài đến với các ông theo một cách thức mà chưa bao giờ các ông nhìn thấy. Đó là Ngài đi trên mặt biển. Đứng trước cái thực trạng hình ảnh như vậy thì họ tưởng là ma. Nhưng Thánh Phê-rô đã ngỏ lời với Chúa Giê-xu rằng là: "Thưa Thầy, nếu là Thầy, hay là thưa Ngài, nếu là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Chúa Giê-xu trả lời đơn giản: "Cứ đến." Và chúng ta đã thấy Thánh Phê-rô đã mạnh dạn để bước ra khỏi thuyền, để đứng trên mặt nước mà đến với Chúa Giê-xu. Cầu nguyện trong sự tin tưởng, hay là đối thoại trong sự tin tưởng, đó là hành động mà Thánh Phê-rô đã làm trong hình ảnh mà trang tin mừng kể lại với chúng ta. Chúng ta thấy Thánh Phê-rô để có thể bước xuống mặt biển, Ngài phải xác tín Đức Giê-xu là Chúa trước. Chính vì vậy mà trong trang tin mừng, nếu quý ông bà và anh chị em đọc bản văn Hy Lạp, thì người ta dùng cái từ là Kurios, có nghĩa là Đức Chúa
hay là Ngài? Nhưng mà trong bản văn này thì dịch là Ngài, để rồi sau đó khi mà lên thuyền thì tất cả mọi người mới xác định đây là Thiên Chúa. Còn đối với Thánh Phêrô thì Ngài đã xác định trước, và sau đó Ngài mới bước xuống khỏi mặt nước. Điều đó để diễn tả rằng là đức tin của Thánh Phêrô, Ngài đã đi bước trước so với anh em của mình, và Ngài sẵn sàng buông cuộc đời của mình để bước theo Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong sự tin tưởng, đó là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi trong đời sống của mình ngày hôm nay. Chúng ta được mời gọi học giáo lý để chúng ta xác tín Chúa Giêsu là ai. Và khi mà chúng ta xác tín Chúa Giêsu là ai rồi thì chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu mỗi người mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã và đang đối thoại với Chúa Giêsu. Cụ thể, quý ông bà và anh chị em ngày hôm nay chúng ta đang tham dự thánh lễ qua màn hình trực tuyến thì chúng ta đã và đang đối thoại với Chúa Giêsu đấy. Và chúng ta đã đạt được một yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể sống khát vọng Giêsu giữa đời thường. Yếu tố thứ hai mà con xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, đó là vấp ngã nhưng tín thác. Hình ảnh của Thánh Phêrô, chúng ta thấy Ngài xác tín Chúa Giêsu như thế nào, và Chúa Giêsu trả lời với Ngài ra làm sao, và Chúa Giêsu đứng trước mặt Ngài như vậy đó. Nhưng mà Ngài có ngon lành không? Ngài vẫn bị vấp ngã. Nhưng khi vấp ngã thì Ngài đã nói: lạy Thầy, xin cứu con. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra để nắm lấy Phêrô và dẫn ông ta lên trên thuyền. Như vậy rõ ràng cái điều này để diễn tả cho chúng ta một thực tế: đời sống với Chúa Giêsu nó không phải là sống bộc phát, nó không phải là sống khi mà chúng ta dâng trào về niềm tin, nhưng mà sống với Chúa Giêsu là phải sống liên lỉ, là phải sống theo dạng tự ý thức để chúng ta kiên định và chúng ta luôn luôn bước theo Chúa Giêsu dù gặp những nghịch cảnh khó khăn. Còn nếu mà chúng ta sống bộc trực, chúng ta chỉ sống tự phát thôi mà không sống tự giác, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị nhấn chìm bởi những thách đố trong đời sống của xã hội. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đang sống trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán chẳng hạn. Điều đó nó sẽ làm cho chúng ta không còn niềm tin vào Chúa Giêsu nữa, và chúng ta đánh mất niềm tin khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Sống khát vọng Giêsu giữa đời thường, đó là điều mà trang tin mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta. Và để sống khát vọng Giêsu giữa đời thường như vậy, đòi hỏi chúng ta cần phải cầu nguyện trong sự tin tưởng, và khi chúng ta vấp ngã thì chúng ta vẫn phải tín thác vào Chúa Giêsu. Muốn tín thác, muốn tin tưởng thì đòi hỏi mỗi người chúng ta cần phải tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và thậm chí mỗi người chúng ta cần phải nhận ra được mình bất toàn. Ví dụ như trong câu đáp ca của bài đọc một ngày hôm nay, quý bà và anh chị em cứ lặp đi lặp lại đấy: lạy Chúa, xin rủ lòng thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Cái điều đó để mời gọi mỗi người chúng ta ý thức rằng là khi mà chúng ta sống với Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào tự mãn, và chúng ta không thể nào nói rằng là mình luôn luôn mình sống trung thành được. Bởi vì thực tế của cuộc sống nó sẽ làm cho chúng ta bị chao đảo về niềm tin, và có khi chúng ta chỉ muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Khi mà chúng ta cao ngạo giống như hình ảnh của ông Ha-rôn và bà Miriam trong bài đọc một ngày hôm nay, nếu chúng ta có thái độ mà đối xử với Thiên Chúa như vậy, đối xử với tha nhân như vậy, thì chắc chắn lúc đó chúng ta đang bị vấp ngã. Và chúng ta được mời gọi ý thức lại thân phận của mình để mở miệng ra, để cầu nguyện với Thiên Chúa, để tín thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa vào sự quan phòng và tình yêu thương của Ngài. Và có như thế thì chúng ta mới có thể sống khát vọng Giêsu giữa đời thường được. Con cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em trong cơn đại dịch viêm phổi Vũ Hán này, có thể nó sẽ làm cho chúng ta bất mãn, nó có thể làm cho chúng ta bị lung lay, bởi vì chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa rất là nhiều, nhưng mà tại sao nó cứ tái đi tái lại và nó cứ bùng phát dịch như vậy? Và ngày hôm nay số lượng người mà bị chết vì dịch viêm phổi Vũ Hán nó càng ngày nó càng tăng cao. Và nhiều khi chúng ta cảm thấy lời cầu nguyện của mình bất lực, thì thưa mỗi người chúng ta ý thức lại, bởi vì do chính mỗi người chúng ta kiêu ngạo,
Do đó chúng ta cần phải nhận ra được sự mỏng giòn, sự yếu đuối của mình, và chúng ta đặt cuộc đời của mình vào trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Và chúng ta để cho Thiên Chúa, Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và nếu tất cả mỗi người chúng ta ai cũng làm được như vậy thì cái đại dịch này nó mới mau qua. Còn nếu mà vẫn còn những người cao ngạo, vẫn còn những người ngạo mạn thì chắc chắn đại dịch này nó sẽ tiếp tục bùng phát, và như vậy hậu quả nó sẽ càng nặng nề hơn. Vì thế mỗi người chúng ta dâng thánh lễ ngày hôm nay, xin Thiên Chúa cho chúng ta tín thác để chúng ta có thể sống khát vọng Giê-xu giữa đời thường trong cuộc sống của mình. Và có như thế thì chúng ta mới có thể sống chứng nhân của Thiên Chúa cho anh chị em của chúng ta. Amen.